Mỹ, Nhật, Hàn lên án Triều Tiên hỗ trợ Nga, liên minh ba nước dọn đường cho khu vực. Ngày 15 tháng 11, trong cuộc gặp bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2024 tại Peru, các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật cùng công bố thành lập Ban Thư ký Hợp tác ba bên theo hãng thông tấn Yonhap ghi nhận từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba ra tuyên bố chung thành lập Ban Thư ký ba bên chịu trách nhiệm điều phối và thực hiện các cam kết chung của ba nước. Ban Thư ký mới này sẽ tìm cách đảm bảo rằng công việc chúng tôi thực hiện cùng nhau sẽ ngày càng phù hợp hơn với các mục tiêu và hành động của chúng tôi, nhằm biến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thành một khu vực phát triển mạnh mẽ, kết nối, bền vững, ổn định và an ninh, theo tuyên bố chung cuộc gặp lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn. Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn nhấn mạnh quan hệ đối tác của ba nước là quan hệ được xây dựng để lâu dài. Lãnh đạo ba nước cũng lên án thông tin Triều Tiên điều quân đến hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Seoul và Washington cho rằng quân Triều Tiên đã triển khai tỉnh Kursk, Nga và bắt đầu tham gia các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng đã bác bỏ thông tin. Nhật, Hàn Quốc và Mỹ lên án mạnh mẽ các quyết định của giới lãnh đạo Triều Tiên và Nga nhằm mở rộng một cách nguy hiểm cuộc chiến ở Ukraine. Việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, bao gồm việc chuyển giao đạn dược và tên lửa đạn đạo, là hành động đặc biệt nghiêm trọng khi xét đến vị thế của Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo tuyên bố chung cuộc gặp lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn. Các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn. Cuộc gặp lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Biden sắp kết thúc nhiệm kỳ. Tại cuộc gặp, ông Biden ca ngợi sự tiến bộ trong liên minh Mỹ-Nhật-Hàn kể từ thượng đỉnh ba nước ở trại David, Mỹ hồi tháng 8 năm 2023. Tôi tự hào về chặng đường chúng ta đã đi được kể từ cuộc gặp lịch sử đó. Chúng ta đã thúc đẩy phát triển ở Đông Nam Á và các đảo Thái Bình Dương, liên tiếp để đảm bảo công nghệ tương lai và chống lại sự hợp tác nguy hiểm giữa Triều Tiên với Nga, ông Biden nói. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ niềm hy vọng và kỳ vọng rằng mối quan hệ ba bên sẽ được xây dựng cho mục tiêu lâu dài. Ông Yoon gặp ông Tập, đề cập quan hệ Nga-Triều Tiên. Cũng trong ngày 15 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC 2024, theo hãng tin Reuters. Tại cuộc gặp, ông Yoon nói với ông Tập rằng Hàn Quốc và Trung Quốc nên hợp tác vì hòa bình trước mối quan hệ quân sự giữa Triều Tiên và Nga, theo tuyên bố từ văn phòng của Tổng thống Yoon. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Yoon kêu gọi hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế mà ông gọi là trục trung tâm của quan hệ song phương trong 30 năm qua. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập lưu ý rằng tình hình quốc tế và khu vực đã có nhiều thay đổi trong hai năm qua, thêm rằng quan hệ Bắc Kinh-Seoul nhìn chung vẫn duy trì đà phát triển. Theo ông Tập, bất kể tình hình thay đổi như thế nào, Trung Quốc và Hàn Quốc cần kiên trì mục đích ban đầu trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao, kiên trì phương hướng láng giềng hữu nghị, đồng thời cam kết thực hiện mục tiêu hợp tác cùng có lợi. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên phát huy tối đa lợi thế gần gũi về mặt địa lý, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh và ổn định, nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp lớn hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực. Rộ nghi vấn Triều Tiên đưa pháo tới Nga giữa xung đột ở Kursk. Theo trang tin Kyiv Post, blogger thân Nga Polkovnik GSH cùng một số tài khoản khác đã đăng tải các bức ảnh trên Telegram vào ngày 14 tháng 11. Trong đó ghi lại hình ảnh được cho là các toa tàu chở hệ thống pháo tự hành M1978 Kosan 170mm của Triều Tiên tại Nga, ghi nhận từ báo Dân Trí. Cùng ngày, blogger thân Ukraine Asilenova Plus đã đăng một bài viết trong đó các hình ảnh được định vị tại các đường ray gần Krasnoyarsk của ở Nga.
Trang tin Newsweek cũng cho biết một kênh Telegram của Nga đã công bố bức ảnh này ngày 14 tháng 11, cho thấy hai khẩu pháo được vận chuyển bằng đường sắt. Chúng được xác định là pháo tự hành M1989 Kosan 170mm của Triều Tiên. Chú thích của bức ảnh có nội dung: chúng tôi có một đồng minh thực hiện các thỏa thuận, điều mà chúng tôi rất cảm kích. Trước đó, vào tháng 9, Ukraine tuyên bố phá hủy kho dự trữ đáng kể tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào một kho quân sự của Nga. Hãng tin RBC Ukraine hồi tháng 10 đưa tin, binh lính Nga đã bắt đầu huấn luyện trên các hệ thống pháo tự hành của Triều Tiên. Tại một diễn đàn an ninh ở Washington hồi tháng 9, Robert Quachi, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Hàn Quốc, Nhật Bản và Mông Cổ cho biết, từ cuối tháng 12 năm ngoái, Nga được cho là đã phóng hơn 65 tên lửa Triều Tiên vào Ukraine. Từ tháng 9 năm ngoái, Nga đã nhận hơn 16.500 container vận chuyển đạn dược và vật liệu liên quan đến đạn dược từ Triều Tiên. Những vụ chuyển giao vũ khí này vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Quachi nói. Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố, mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt, nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trái với tuyên bố của phương Tây. Mỹ cảnh báo việc Triều Tiên sát cánh cùng Nga chiến đấu với Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo việc Triều Tiên tham gia chiến đấu cùng Nga để chống lại Ukraine gây ra mối quan ngại lớn, ghi nhận từ báo Dân Trí. Sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc chiến chắc chắn sẽ gây ra mối quan ngại lớn và rắc rối cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vardhan Patel phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 14 tháng 11. Ông Patel cũng nhấn mạnh sự hợp tác của Mỹ với các đối tác trong khu vực gồm Nhật Bản và Hàn Quốc trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu trước các phóng viên cùng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 13 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các bên đã thảo luận về việc lực lượng Triều Tiên đã được đưa vào cuộc chiến và bây giờ đang chiến đấu theo đúng nghĩa đen. Nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo hành động này của Triều Tiên đòi hỏi phải có động thái đáp trả cứng rắn. Ông Blinken gọi đây là một diễn biến nghiêm trọng và cực kỳ nguy hiểm, nhưng không nêu rõ cách Mỹ sẽ phản ứng. Đầu tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller cảnh báo lính Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu quân sự nếu tham gia chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc ngày 13 tháng 11 báo cáo rằng quân đội Triều Tiên đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu ở Nga sau khi huấn luyện và dần triển khai ra chiến trường trong hai tuần qua. Thực tế này cũng đã được tình báo Mỹ xác nhận. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vardhan Patel cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 11 rằng hơn 10.000 binh sĩ quân đội Triều Tiên đang đồn trú ở miền đông Nga và hầu hết đã chuyển đến khu vực Kursk, nơi họ đang tham gia vào các hoạt động chiến đấu cùng với các lực lượng vũ trang Nga để chống lại lực lượng Ukraine. Ông Patel lưu ý rằng các lực lượng Nga đã huấn luyện quân đội Triều Tiên về pháo binh, máy bay không người lái UAV và các hoạt động bộ binh cơ bản, bao gồm cả các hoạt động đột kích chiến hào. Đây là những kỹ năng quan trọng đối với các hoạt động tiền tuyến. Các nguồn tin quân sự phương Tây đánh giá, Nga đang dồn quân để đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Theo đó, Nga đã triển khai khoảng 50.000 quân, bao gồm cả lính Triều Tiên, để chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn ở Kursk trong những ngày tới. Việc giành lại các vùng lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát ở Kursk cùng với đà tiến công nhanh chóng ở miền đông Ukraine sẽ giúp Nga nâng cao vị thế trước bất kỳ một cuộc đàm phán tiềm năng nào. Nga và Triều Tiên đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Nga để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mặt khác, Moscow nêu rõ, kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Hiệp ước nêu rõ, hai nước nên ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện sẵn có, nếu một trong hai bên rơi vào tình trạng chiến tranh.
Thank you.